Xin chào, lại là mình đây và xin mời các bạn cùng đến với thử thách We Challenge tháng 7. Thử thách lần này có tên là hát cho nhau nghe. Với mỗi một từ khóa người chơi được cung cấp, chúng mình sẽ đưa ra một câu hát có chứa từ khóa đó. Và nếu các bạn không thể pass được 6/9 thử thách, chúng mình sẽ đưa ra một hình phạt, đó chính là uống một cốc nước. Và bây giờ, cuộc truy tìm tài năng âm nhạc xin được phép bắt đầu. Mình có từ cây và cây có skip. Mình có từ những ngôi sao trên cao, lá người bạn tâm giao, có mùa xuân. Mình skip từ mẹ. Mẹ yêu ơi, con yêu mẹ nhiều. Mẹ chính là ánh sáng của đời con. Có thầy cô và skip luôn ạ. Bức tranh. Skip. Nhưng bỏ qua. Yêu. Khó quá. Skip luôn. Mình skip luôn cái từ cuối cùng, đàn guitar. Và hết ạ. Cảm ơn mọi người. Và nước rất ngon ạ. Nước lọc như nước lọc ấy. Không khác gì nước lọc ạ. Vâng, cảm ơn. Đàn guitar. Skip. Khó quá. Những cây hoa phải tàn thật nhanh. Em có bay xa, em có yêu. Bỏ qua đi, không xem nhạc lãng mạn. Cây. Ôi hàng cây xanh thăm dưới mái trường mến yêu. Ước mơ mà bỏ qua luôn đi. Bức tranh cũng bỏ qua luôn. Thầy cô à? Khi thầy viết bảng, bụi phấn rơi rơi. Mẹ. Lời mẹ nói không nghe, trò rằng luôn khắt khe. Mẹ nói con trai đừng khóc nhè. Mùa xuân à? Mùa xuân hoa nở là vì em. Uống khát quá. Bóc ca. Bóc ca. Mẹ vẫn đang bận lo, làm sao có một bữa cơm no. Bỏ qua. Bỏ qua. Bỏ qua. Bỏ qua. Bỏ qua. Bỏ qua. Sao rồi? Qua đàn guitar, bỏ qua yêu, qua những bỏ qua. Mẹ ơi có biết con thương mẹ nhiều, cứ muốn ôm mẹ và cười thật to. Ôi, thầy cô, bỏ qua. Mẹ ơi, con biết mẹ yêu con lắm. Cây à? Bỏ qua. Đàn guitar. Bỏ qua. Những à? Những. Bỏ qua. Bức tranh, bỏ qua. Bỏ qua. Mẹ ơi, ước mơ của mẹ là gì? Nào bây giờ sẽ đến lượt mình nào. Yêu. Thầy cô à? Con chịu.
đâu. Xuân đã đến bên em. Ờ, từ mẹ nha. Con muốn ôm mẹ và cười thật to. Bức tranh con xin ạ. Con guitar ạ. Xin bỏ qua nhé. Tốt mơ. Skip à. Từ cây à. Những hàng cây xanh thắm dưới mái trường mến yêu ạ. Hết ạ. Cuộc thi uống nước đến đây là kết thúc. Yeah.